Xin chào quý khách hàng, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì là thời điểm tháng 9 năm 2023, thì em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Ray giá bán thời điểm hiện tại. Thì Toyota Ray thì được phân phối thị trường Việt Nam và duy nhất một phiên bản 1.0 Turbo và được nhập khẩu nguyên chiếc. Chiếc xe này thì tuy là chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc không được giảm thuế trước bạ từ nhà nước, tuy nhiên là cũng được có cái giá nó rất là hợp lý, cũng chỉ xem với Toyota Vios phiên bản G. Không chênh lệch gì, Toyota phiên bản G thì được nhà nước hỗ trợ 50%, được đại lý hỗ trợ 50%. Tuy nhiên là cái giá lăn bánh nó chỉ xem so với cả chiếc Toyota Ray này. Toyota Ray này thì có giá như sau. Giá niêm yết của chiếc xe này là 552 triệu và hiện đại tại thời điểm tháng 9 năm 2023 thì bên em đang hỗ trợ cho dòng xe này khoảng 20 triệu tiền mặt. Thì tính ra lăn bánh chiếc xe này nó chỉ rơi vào khoảng 590 thôi. Nó cũng xem với cả dòng xe Vios bản G. Và ngoài ra thì nếu anh chị quan tâm đến trả góp thì chiếc xe Toyota Ray này thì chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền khoảng 175 triệu là mang xe về rồi. Còn nếu mà anh chị chọn lựa những cái màu sắc ví dụ như là màu sáng ngọc trai và màu có nóc đen thì vui lòng cộng thêm 8 triệu giúp em. Đấy là cái chỉ riêng dòng, không chỉ riêng dòng xe Toyota Ray này thôi thì mà tất cả các dòng xe khác của Toyota thì đều có cái giá như vậy. Màu trắng ngọc trai, các màu đặc biệt khác thì sẽ cao hơn các màu khác 8 triệu, bởi vì là như anh chị thấy cái ánh ngọc trai của cái dòng xe Toyota rất là đẹp, ra trời nắng nó rất là khác biệt so với những cái màu trắng khác. Thì với cái giá lăn bánh khoảng 590 xem với cả Vios thì anh chị sẽ có những cái phân vân lựa chọn. Thì em sẽ giới thiệu về cái dòng xe Toyota Ray này. Ray này thì cũng được sử dụng ngôn ngữ thiết kế là vuông vức cho với những dòng xe nhỏ của Nhật Bản. Thì chiều dài của xe là chỉ có 4m thôi, rất là tiện lợi và gầm rất là cao. Gầm của nó lên đến là 200mm cơ. Thì hai xe nó hướng đến hai cái đặc tính khác nhau. Toyota Ray là rất là gầm cao này, đi tiện lợi ở trong phố, rồi hình dáng rất là khỏe khoắn và là đẹp. Còn Vios thì là gầm thấp này và anh sẽ ổn định hơn trên những cung đường dài. Và ngoài ra cái Toyota Vios thì sẽ được có thêm một tính năng hỗ trợ lái. Nhưng mà Toyota Ray thì cũng có nhiều tính năng không hề thua thiệt. Ví dụ như là cũng có cảm biến phía trước này, cũng có đèn full LED. La răng thì lớn hơn Vios rất là nhiều. Và có một bộ cụm hỗ trợ lái, tính năng hỗ trợ lái là cảnh báo điểm mù trên gương và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi. Không có cảnh báo tiền va chạm, không có cảnh báo lệch làn, nhưng mà có cảnh báo điểm mù trên gương và cảnh báo phương tiện cắt ngang thì cũng rất là tiện lợi cho khách hàng. Đây là một chiếc xe thì bên em cũng chuẩn bị là giao khách rồi. Xe cũng làm xong khá nhiều phụ kiện. Và ngoài ra thì xe cũng được trang bị cụm đèn hậu là full LED này. Như anh chị thấy cái thiết kế của xe này rất là đẹp, rất là khỏe khoắn. Tuy nhiên chỉ dài có 4m thôi, anh chị lái rất là dễ dàng trong các cái cung đường của mình. Thì em sẽ vào nội thất để cho anh chị xem cái phần nội thất của xe. Như anh chị thấy khi em để nổ xe lên này, cái màn hình của xe rất là đẹp. Màn hình nó thể hiện luôn là ngày tháng hay rồi các cái thông số khác nhau, anh chị có thể xem ở đây. Có thể điều chỉnh các cái chế độ hiển thị khác nhau rất là nhiều, có 4 chế độ hiển thị cơ. Và ngoài ra thì xe cũng được trang bị là cụp gương tự động này. Cái này thì hơn hẳn so với Vios này. Có cảnh báo đỗ này thì giống nhau. Rồi cảnh báo điểm mù thì là hơn. Ngoài ra thì xe này thì có cả lẫy chuyển số vô lăng ngang giống như là bản G của Toyota Vios. Cụm điều khiển, đây là chế độ lái này, chế độ lái thì là hơn này. Và màn hình thì nó cũng xem như nhau thôi, nhưng màn hình của Vios bản G đời này thì đã được nâng lên tận 10 inch. Còn đây là cụm điều hòa, cũng là điều hòa auto giống như là phiên bản Vios. Thì hai chiếc xe này thì theo em là nếu anh chị nào sử dụng xe hàng ngày đi khoảng loanh quanh dưới 50 cây và không phải đi là liên tỉnh thì lựa chọn chiếc xe Toyota Ray này hợp lý. Còn nếu mà anh chị nào mà là cái cung đường của mình đi rất là dài, đi liên tỉnh hàng ngày, đi lên đến 5-70 cây hoặc 100 cây thì mà đường đa số là đường liên tỉnh, đường cao tốc thì nên là chọn chiếc xe Toyota Vios, là chiếc xe nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Và đây là cái nội thất của xe. Ghế nỉ là ghế zin của xe, tuy nhiên là chiếc xe này thì được bên em độ lên
cho khách hàng theo yêu cầu khách hàng. Xe thì lắp sẵn là cam hai mắt này, thì bên em sẽ tặng cho anh chị gói cam hai mắt, rồi có dàn phim cách nhiệt này, còn cái ghế này là khách hàng đã lựa chọn cái tông màu rất là trầm tính, ghế màu đen bọc với cả chỉ dán với cả chỉ trắng. Thì cái ghế zin của xe thì cũng rất là đẹp rồi, cũng rất là ngồi rất là êm mà thoáng mông rồi. Tuy nhiên là khách hàng muốn sử dụng ghế da, có thể là nhà có trẻ nhỏ thì ghế da nó dễ vệ sinh hơn, thì đây là cả tùy theo cái nhu cầu của cá nhân. Thì bên em cũng sẽ phục vụ tất cả các nhu cầu của anh chị. Thì anh chị nào vừa rồi thì em cũng đã thông báo về cái giá bán cũng như là giới thiệu cho anh chị một chút, như so sánh qua về cảm nhận cá nhân của em về sự lựa chọn trong cái tầm tiền 590 lăn bánh dưới 600 giữa Toyota Ray cũng như là Toyota Vios, thì anh chị lựa chọn chiếc xe nào là phù hợp. Vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu cho anh chị. Anh chị cần thêm tự em tư vấn thêm các vấn đề khác về xe, về trả góp hay là về các tính năng khác thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.